Xin chào anh chị đến với video tiếp theo của bàn tay Phạm. Tôi là tay Phạm. Trên kênh hàng của tôi hôm nay tôi muốn giới thiệu anh chị tới một cái sản phẩm đặc biệt, là một cái sản phẩm đá ruby tự nhiên cắt pha xét. Trong khi đó tất cả các đá tấm chúng ta là kim cương. Trên một cái vỏ nhẫn vàng hồng. Vàng hồng là một cái loại vàng cũng khá phổ biến ở nước ngoài nhưng ở Việt Nam chúng ta ít dùng. Thì hôm nay là một cái sản phẩm như vậy thì anh chị có thể theo dõi thêm để anh chị hiểu hơn về một số cái chủng loại màu sắc trên cái vàng của chúng ta nhé. Và quan trọng nhất là tôi muốn khoe với anh chị một cái nhẫn mới rất có giá trị. Cảm ơn các anh khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty Taiyega chúng tôi. Chúng tôi được quyền thiết kế cho anh chị những sản phẩm độc đáo để phụng sự anh chị trong cái nhu cầu về thẩm mỹ và nhu cầu về trang sức của anh chị. Rồi, ok, anh chị theo dõi video của chúng tôi nhé. Đây là cái sản phẩm hoàn thiện của cái nhẫn này. Thì trước khi có cái sản phẩm hoàn thiện này thì chúng ta sẽ có những bản vẽ 3D. Đây là bản dựng 3D này. Đây những cái bản vẽ thiết kế của nó. Rồi, mời anh chị theo dõi tiếp video. Xin chào anh chị, cứ mỗi lần cầm đến cái sản phẩm như này tôi không khỏi phấn khích. Thực sự là như thế, tại vì những cái sản phẩm này rất là cao cấp. Anh chị có thể thấy chúng ta đang có một cái viên ruby tự nhiên facet ở đây. Cái viên đá này là viên đá mà rất ít người gặp được. Ở đây tôi đang quay chế độ ánh sáng, đèn hắt dưới để anh chị có thể nhìn rõ cái màu vàng của cái đá kim cương ở đây. À, màu vàng của vàng hồng và đá kim cương. Chúng ta có một cái lót lòng. Một chút nữa thì xin phép tôi sẽ tắt cái đèn đi để anh chị có thể xem vẻ đẹp của viên đá của chúng ta nó tốt hơn. Đây là một cái nhẫn full phi kim tấm và có số lượng đá trên thân là 79 viên, làm theo nhu cầu riêng của anh khách hàng của tôi. Mỗi lần như này thì tôi đã rửa tay thật là sạch, thế nhưng mà gặp những cái sản phẩm này thì vẫn cứ đổ mồ hôi. Về giá trị thì anh chị hãy xem trên website, cái nhẫn này đâu đó nó tầm khoảng 100, gần chắc cần gần 150 triệu. Có đến không nhỉ? Cỡ 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 như thế. Thì anh chị hãy xem cụ thể trên website nhé. Tôi sẽ giới thiệu cái sản phẩm này là một trong sản phẩm đinh của cái buổi sáng hôm nay. Lẽ ra tôi giới thiệu sản phẩm này trong ngày hôm qua nhưng mà do bận quá. Và chúng ta bên cạnh nó chúng ta có một cái viên ngọc lục bảo nữa cũng cùng thiết kế. Nha, tôi sẽ giới thiệu cái này trong video sau. Tôi nói đến cái này trước. Anh chị Thắng tắt cho cái đèn dưới cái này cho nó lên viên đá. Rồi. Chúng ta hãy bỏ cái chế độ đèn đáy đi. Đây là chế độ thường. Chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp của viên đá ruby là như thế nào. Đó. Anh chị hình dung là mỗi cái góc quay sáng thì nó sẽ tạo ra cái độ ánh sáng khác nhau nhá. Như này thì viên đá rất là đẹp. Chúng ta có thể theo dõi thiết kế được từng cái phần một. Phần đáy tôi sẽ làm, đây là chữ phúc lộc thọ. Trong ba phiên bản nó sẽ chữ phúc lộc thọ. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có cái gì? Một cái con rơi thần tài và trầu vào một viên kim cương. Và cái mặt này chúng ta có phun đá, tất cả là kim cương hết anh chị nhá. Kim cương tự nhiên. Ruby thì rất đẹp. À, tôi xin phép tôi đeo thử lên tay để tôi thử cái form nhẫn. Đây là nhẫn Tahigem của tôi, anh chị đã gặp rất nhiều rồi. Ngọc Lục Bảo. Hai cái viên này, hai nhẫn này giá trị tương đương nhau. Cái viên cái nhẫn của tôi thì khoảng gần 200. Đây. Khi đeo lên tay nó sẽ ôm tay như này. Anh chị thấy tuyệt vời không? Tất nhiên hiệu ứng sao của nó thì nó sẽ lên nhé. Bề mặt nó rất là đỏ. Đây là một trong những cái viên ruby cao cấp và đắt tiền. Đỏ và đẹp. Cái sản phẩm này chúng ta sẽ có giá bán là 1.100 đô một carat. Thì anh chị cũng đã biết rồi. Tôi đã công khai rất nhiều trên website rồi. Đây. Nhẫn. Ok chưa? Rất ôm tay. Gọn gàng, lịch sự. Và cái thiết kế của nhẫn này thì tôi đã trình bày cho anh chị ở trên phía trên phần video ấy, nó có những cái thiết kế thay đổi khoảng 2 đến 3 lần trước khi ra cái sản phẩm mẫu này, tại vì cái nhẫn này là nhẫn
phong thủy rất là quan trọng đối với khách hàng của tôi, nên tôi thiết kế rất là kỹ càng và sản phẩm đã làm ra được tinh chỉnh lại rất nhiều lần do nhu cầu riêng của anh ấy và do nhu cầu thiết kế của bên tôi. Anh chị có thể theo dõi sản phẩm. Chúng ta sẽ lau lại bề mặt thêm một chút. Viên đá này thì cần phải sạch đẹp. Đó, sáng trưng. Rồi, một cái video ngắn nhưng mà rất có giá trị. Thì những cái mẫu sản phẩm này thì đều có trên website, anh chị có thể lựa chọn trên đó. Chúng tôi sẽ đăng lên khoảng 20.000 cái mẫu khác nhau. Anh chị hãy theo dõi từng cái mã một, nó sẽ tên là tai hi bao nhiêu đó, anh chị sẽ tìm trên đó nhá. Và trên những sản phẩm đó thì những cái sản phẩm mà ghi không đồng ấy là không phải để bán cho anh chị mà anh chị xem mẫu thôi. Thì anh chị hãy lựa chọn đá thô riêng và mẫu nhẫn riêng và hãy đưa những cái thông tin cho tôi và tôi sẽ lên thiết kế. Rồi, cảm ơn anh chị đã dõi video. Tôi là Tài Phạm ở kênh Vàng Tài Phạm. Anh chị là lần đầu mà được xem tới video của tôi thì hãy tôi cho phép tôi xin một cái đăng ký của anh chị và hãy bấm chuông để chúng ta có thể gặp gỡ nhau nhanh nhất và sớm nhất trong những video mới nhất của tôi. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi rồi và ủng hộ tôi rất là nhiều. Thank you. Đây là kiểm định của cái nhẫn này. Ruby tự nhiên, được kết kim cương tự nhiên. Đây, mã kiểm định đây. Tất cả mọi thứ đều công khai anh chị nhé. Rồi, ok.